Trong các nhận định sau, để yêu cầu chúng ta số nhận định đúng. Một, tinh bột có nhiều trong gạo, khoai, chuối xanh. Đúng. Sắc cơ dơ có nhiều trong đường mía mật ong. Sắc cơ dơ gọi là đường mía đúng không? Trong mật ong vẫn có sắc cơ dơ nhưng mà lượng ít hơn. Thành phần chính của giấy là cellulose. Chính xác. Cellulose có thể dùng nguyên liệu để sản xuất thuốc nổ. Đúng. Đây tất cả đều đúng. Ở đây mình giải thích cho bạn rõ. Cellulose chúng ta có công thức là C6H7O2, OH tất cả 3. Đây là công thức cấu tạo của cellulose, được chưa? Ở trong công thức cấu tạo của cellulose thì nó có 3 nhóm OH. Và đi đi tác dụng với HONO2. Bạn lưu ý cho thầy đó là thuốc nổ thì bạn phải nhớ đó là vẫn nitro nha. Ở đây nó tạo thành C6H7O2 ONO2 tất cả 3 N lần cộng 3NH2O. Được chưa nào? Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ tạo ra cái thằng này là sen lu lô dơ tri. Góc N3 chúng ta đọc là nitrat, trinitrat. Được chưa em nhỉ? Đó, thằng này là thuốc nổ. Thằng này gọi là thuốc súng không khói, thời kỳ tắt. Thuốc súng không khói. Được chưa? Thuốc súng không khói. Như vậy đây chúng ta có 4 phát biểu đúng. Câu C.